Đây là một chân lý bất di bất dịch. Người ta không thể nào tìm thấy một dấu vết dầu rất nhỏ nhoi tương tự từ công cuộc truyền đạo của đạo Phật. Đức Phật không có ghen, Đức Phật không có sân, Đức Phật không có hẹp hòi, Đức Phật không hưởng thụ, và Đức Phật là một nhân cách cao thượng. Vợ đẹp, con xinh, nhà cao, cửa rộng, với tư cách là đâm cung và trở thành làm vua trong tương lai, Ngài không màng hy sinh cái hạnh phúc của riêng gia đình mình để tìm lấy giá trị tuệ và tâm linh cao thượng phục vụ cho tất cả mọi loài chúng sinh. Ta so sánh về nhân cách cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Lịch Sử và các đấng chúa của các tôn giáo khác đó, thì ta thấy là nó sự khác nhau cả trời và vực, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Do đó người ta đã từ bỏ một cách mạnh dạn đối với các tăng vô gốc mà họ đã đi, đã đi đến với đạo Phật. Trước đây đó, ai tuyên bố cái gì khác với kinh thánh là bị đưa lên giàn quả mà thiêu cho đến chết. Vì biết cái sự tích Galilei phát minh ra các quy luật của vũ trụ mà được sống còn là phải tiêu bố láo, thì đứng trước giàn quả phải nói đúng với kinh thánh. Là kinh thánh nói trái đất này là một mặt phẳng, bầu trời là một tấm dung. Do đó vũ trụ này theo Galilei đó, nó có hình, trái đất này nó có hình bầu dục, nó vận hành theo cái quỹ đạo của nó, mà ai nói khác là phải bị chết thôi, được gọi là dị giáo, được gọi là tà giáo, và phải xử tử hết sức là nghiêm khắc. Ngay cả trong tôn giáo của họ thôi, 30-40 ngàn những người theo tin lành đã bị Thiên Chúa giáo giết chết tại Pháp vào thế kỷ thứ 15-16, và nhiều cuộc thánh chiến cũng chỉ vì những cái quan điểm đó mà ra. Trong người đó, người ta không thể nào tìm thấy bất kỳ một hành động tương tự dù chỉ là nhỏ từ phía đạo Phật. Cho nên rất nhiều tín đồ đến với Thiên Chúa, đến với các tôn giáo nhất thần vì sợ ta, sợ bị trừng phạt, chứ không phải là vì cảm kích, thích thú. Bây giờ thế giới phương Tây đang mở cửa tự do ngôn luận và tự do dân chủ, cho nên là người ta không còn binh bích được cái nào chân lý, nó phải công bố là chân lý, cái nào phi chân lý là người ta phải phủ định nó thôi. Rồi thế giới phương Tây đã đi đầu về vấn đề này, chính vì thế mà người ta đã từ bỏ đạo. Một phần ba các ngôi chùa Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại khắp năm châu, trong số gần 500 ngôi chùa có mặt thì có khoảng 180 ngôi chùa có nguồn gốc từ nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành bán đi, vì người ta đã không đi nhà thờ nữa, không đủ tiền trả nợ, cho nên các linh mục, các mục sư phải bán nhà thờ, và các thầy của mình mua lại nhà thờ để có giấy phép hoạt động tôn giáo công cộng. Bởi vì xin phép lập một ngôi chùa ở Hoa Kỳ khó gấp 30 lần so với nước cộng sản Việt Nam, thủ tục rất rối vô cùng. Tại sao người ta đã phải bỏ nhà thờ? Bởi vì người ta phát hiện ra quá nhiều điều mà ta không thấy thích hợp đó. Tại sao người ta đã đến với đạo Phật? Bởi vì nó như là một sự lựa chọn mới. Mặc dù không ai khích lệ, họ tự tìm hiểu và họ tự đến. Một góc độ khác, đạo Phật nhân thăng hoa nhân phẩm và nhân cách của con người, xem con người là tối ưu trong các loài động vật. Con người có được trí tuệ, có được đạo đức, có được ngôn ngữ, có được hành động, có thể thực hiện được những gì con người muốn, biến các ước mơ trở thành một hiện thực, phát huy đạo đức ở mức độ cao nhất để trở thành những bậc thánh. Trong các loài động vật không thể nào có một loài tương đương. Mặc dù chúng ta biết loài cá heo đó có chất xám đó nhiều gấp nhiều lần so với loài người, thông minh rất nhiều lần so với con người, nhưng vì chúng bị nghiệp không có đôi tay để có thể thực hiện được những gì chúng muốn, không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh để truyền đạt giáo dục lại cho các thế hệ đi sau, không có đôi chân để có thể đi ở trên mặt đất làm những việc khó làm, và do vậy chúng bị giới hạn trong thế giới của nước. Và vậy đó, dầu trí tuệ và nhận thức của loài cá heo giỏi rất nhiều lần so với con người, chúng vẫn được xem là dưới con người. Và đạo Phật đã đề cao đến vai trò con người ở mức độ cao nhất. Trong khi đó,
rất nhiều các tôn giáo nhất thần và đạo thần súc vật hóa con người. Đạo Ai Cập, các thần linh nửa người nửa thú, thân người đầu thú là chuyện rất là thường tình, và họ xem đó là biểu tượng rất là linh thiêng. Đạo Ấn Độ giáo, các thần linh quan trọng nhất là tồn tại dưới hình thức là các con thú. Ví dụ thần Hanuman tức là thần khỉ, thần rắn được xem là biểu tượng của Thượng Đế. Thì đó quý vị thấy là các nhà thờ, các đền thờ của Ấn Độ giáo là thờ khỉ, thờ rắn là vậy. Rắn là tượng trưng cho sự quý diệt, và đây là cái phương diện hăm dọa thứ ba của Thượng Đế theo Ấn Độ giáo. Thượng Đế của Ấn Độ giáo có ba phương diện: hình thành, sáng tạo, duy trì, bảo vệ và quỷ diệt. Như vậy thành công cũng do Thượng Đế, mà thất bại cũng do Thượng Đế, phước cũng do Thượng Đế, mà hậu quả tiêu cực cũng do Thượng Đế mà ra. Cho nên làm người ta phải sợ, sợ người ta phải cúng, cúng người ta phải tin tưởng, tin tưởng người ta không dám đặt vấn đề. Đó là cái cách thức mà các tôn giáo đã tồn tại trong giai đoạn lịch sử mà con người vì cái trí tuệ học chưa được phát triển ở mức độ cao nhất như là Đạo Phật đã tuyên bố cái đây 26 thế kỷ. Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo đã tạo ra con người tội lỗi bằng cách cho rằng là Adam và Eva là con một của Thượng Đế, loạn luân với nhau do vì ăn trái cấm và trở thành là những kẻ tội đồ. Cho nên đời đời kiếp kiếp về sau là con cái loài người sẽ bị tội lỗi. Cho nên muốn hết tội lỗi phải đến Thượng Đế để mà rửa tội thông qua giáo hội Thiên Chúa Giáo, hết sức là vô lý. Phụ nữ được sanh ra từ xương sườn của người nam, trái với gen di truyền, trái với khoa học, trái với sinh học, trái với bản chất của sinh thái, trái với bản chất của sự sống. Vậy mà Thiên Chúa Giáo, tín đồ của họ vẫn tin, đến bây giờ nhiều người vẫn tin. Và nếu theo gen di truyền đó, Chúa là da trắng, Adam và Eva là da trắng, mà tại sao sinh ra da đen trên toàn cầu? Không hợp lệ. Tại sao sinh ra da màu trên toàn cầu lại càng không hợp lệ? Tại sao sinh người cao 1m9, tại sao sinh người lùn lùn giống như ông này? Tại sao sinh ra người rất là mảnh trai, có người thì xấu xí vô cùng? Do đó chúng ta thấy nó có rất nhiều điều phi lý. Sở dĩ người ta phải tội lỗi quá con người để cho con người bị mặc cảm tội lỗi và cảm thấy mình nhỏ bé trước Thượng Đế cao thượng vĩ đại, và do vậy người ta không dám đặt vấn đề. Đó chính là cái cách vô minh quá con người. Trong khi đó Đạo Phật đã phân tích ngược lại: chính vì vô minh cho nên con người bị khổ đau, chính vì vô minh cho nên con người phải bị sanh tử luân hồi trầm luân bế tắc, chính vì vô minh mà con người gần như là mất hết các nhân phẩm, giá trị và các lệ lạc mà con người cần phải có, xứng đáng để có thông qua các con đường chân chính. Một bên á là phủ định con người, trong khi đó Đạo Phật là nâng cao phẩm chất của con người lên. Cứ con người đừng nên mặc cảm tội lỗi, cứ con người đừng nên sợ những quá khứ, mà hãy xây dựng làm mới hiện tại để cải tạo tương lai của mình, để thay đổi dần mình của mình. Thiên Chúa Giáo gọi các tín đồ là con chiên. Con chiên là con vật ngu ngu khờ khờ khảo khảo, kêu gì làm đó, không có trí thức, không có ý chí, không có tư duy. Còn Đức Phật chưa bao giờ gọi con người là súc vật. Chẳng những thế mà Đức Phật còn nói là các loài động vật đều có Phật tính là thành Phật trong tương lai. Tức là Phật tính hóa các loài động vật, nâng cao phẩm chất của loài động vật lên để cho con người tôn trọng mạng sống của chúng và bớt đi sát nghiệp. Ta thấy là hai cách nó khác nhau hoàn toàn. Và đây chính là lý do mà người ta đã từ bỏ các tôn giáo khác để tìm đến Đạo Phật. Một lý do khác: một trong năm đặc điểm quan trọng của giáo pháp Đức Phật là đến để mà thấy. Trong khi đó các tôn giáo khác đến để mà tin. Và niềm tin của các tôn giáo là mù quáng, không được quyền đặt vấn đề.